bây giờ mình sẽ hát bài căn nhà ngoài ô. Bài căn nhà ngoài ô này á, ngày xưa là cái có một cái cô ca sĩ mà rất là nổi tiếng, đó là cái cô Kim Loan đó, mà người ta đồn đó là bồ nhí của ông Tổng thống Thiệu. Thì cô Kim Loan này cổ hát một cái bài còn nổi tiếng hơn cái bài này, mà có lẽ cái bài nó nổi tiếng là gì nhờ cổ là bồ nhí của ông Tổng thống Thiệu, nó thành cái bài nổi tiếng theo chắc, đó là bài Nỗi buồn gác đỏ. Nhưng mà cái bài đó nó nữ tính quá, thành ra là mình thôi mình sẽ hát bài căn nhà ngoài ô cũng của Kim Loan, của cô xưa có hát bài này. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nha. Mình cũng có dùng một số bit của các trung tâm, thành ra là cũng sorry
ngày mai non nước chung một bóng cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoại ô đây con đường tắm chúng ta, mà sao không thấy nàng? Tìm em giờ tìm ở đâu? Sao không gắng gắng đợi chờ nhau? Tôi hỏi người quen, nàng đánh lan hương cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió, biết đâu nàng vui dẫn hơn nơi bước. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương xé nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ có gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình